Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết Bắc Bộ hôm nay có sự đối lập giữa hai khu vực. Nếu như ở phía Đông tiếp tục duy trì tình trạng sương mù, nhiều mây cùng mức nhiệt cao nhất trưa nay phổ biến từ 25 đến 27 độ. Trái lại ở phía Tây Bắc, do trời nắng từ sớm và nắng duy trì cả ngày nên nền nhiệt tại đây tăng cao, phổ biến trong khoảng 28 đến 30 độ, một số nơi còn có mức nhiệt cao hơn. Nằm trong xu thế thời tiết của khu vực, thủ đô Hà Nội sáng nay trời nhiều mây nhưng đến trưa chiều nay mây giảm, trời hứng nắng nhẹ. Mức nhiệt hôm nay trên thành phố dao động từ 22 đến 27 độ, trời se lạnh về đêm và ấm áp hơn vào ban ngày. Từ ngày mai, nền nhiệt tiếp tục đà tăng, cảm giác ấm áp còn duy trì trong những ngày tới. Với Trung Bộ, trưa chiều nay, nắng trải đều khắp khu vực với mức nhiệt cao nhất trưa nay ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận tăng dần và dao động ở vào khoảng 28 cho tới 32 độ. Đáng lưu ý từ khoảng sau 15 giờ chiều, những đám mây đối lưu sẽ phát triển và mở rộng rồi gây mưa cho khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Khả năng cao có thể xuất hiện mưa dông mạnh, kèm theo đó là nguy cơ về hiện tượng dông sét và gió giật, nên người dân ở các khu vực này cần lưu ý. Thành phố biển Đà Nẵng cũng có khả năng xuất hiện mưa dông nhiệt về chiều nay, tuy nhiên mưa không kéo dài lâu. Mức nhiệt ngày đêm hôm nay trên thành phố dao động trong khoảng 25 đến 30 độ, mức nhiệt ở ngưỡng vừa phải và dễ chịu. Lưu xuống phía Nam, sau những ngày nóng gắt, chiều và tối nay khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Với khu vực Nam Bộ, các tỉnh biên giới Tây Nam là Kiên Giang, An Giang, Long An, Tây Ninh và Bình Phước. Còn ở khu vực Tây Nguyên, các huyện phía Tây của Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai là những vùng có mưa dông mạnh, có thể đi kèm với tố lốc, dông sét, thậm chí là mưa đá và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là điểm cần lưu ý về khả năng xuất hiện mưa dông về chiều nay. Thời gian mưa tuy không kéo dài nhưng quý vị lưu ý, trong mưa dông có thể đi kèm dông sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt hôm nay trên thành phố dao động từ 27 đến 34 độ. Theo lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.